Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu. Thực ra cuộc đời không bất công đâu, cuộc đời luôn công bằng. Chỉ là mình còn đang nhận được những cái phần khác nữa. Mình còn đang nhận được những phần khác nữa không tính bằng tiền. Chào các em, chào mừng các em đến với chuyên mục chuyện kể Ology của Hoàng Ology English. Trong câu chuyện ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ về biết đủ để hạnh phúc và phát triển. Có lẽ số phận của mỗi con người ở trên đời đều trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và học hỏi qua những cái trải nghiệm ấy. Có người mãi loanh quanh trong vòng quay cảm xúc của mình, ham muốn, ghen tị, giận hờn, tự cao, lo sợ, hoài nghi, buồn khổ cho đến tận cuối cuộc đời. Có những người may mắn thì sớm ngộ ra được quy luật. Họ học xong những cái bài học cuộc đời và phát triển tiếp lên bậc tiếp theo. Họ biết chuyển hóa những cảm xúc ấy và biết sống an nhiên và hạnh phúc. Nếu chúng ta để ý quan sát cuộc đời, cách suy nghĩ, hành động và lời nói của những người hạnh phúc và những người không hạnh phúc, chắc hẳn ta sẽ rút ra được một quy luật nào đó. Thực ra thì các nhà tâm lý đã nghiên cứu rồi, và Đức Phật cũng đã đúc kết từ mấy ngàn năm trước. Mình chỉ cần để ý một chút, áp dụng một chút là sẽ thấy mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn, cuộc đời sẽ hạnh phúc hơn, thuận lợi hơn. Và trong câu chuyện này thì thầy chỉ chia sẻ một vài suy nghĩ cá nhân của mình về biết đủ, về vật chất, về tình yêu, học tập và mối liên hệ với hạnh phúc và sự phát triển. Đầu tiên là về đủ về vật chất. Khi nghĩ đến nhu cầu vật chất thì chúng ta thường chỉ nghĩ đến tiền. Thực ra, nhu cầu vật chất rất là đa dạng. Có thể là nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp, có nhà, có xe, có điện thoại và những tiện nghi khác của đời sống. Đôi khi, ta thấy mình hăng say, lao đi kiếm tiền thật nhiều để chu cấp một cuộc sống vật chất đầy đủ cho bản thân và gia đình. Có lúc ta thấy mình kiếm được thật là nhiều tiền và cảm thấy mình thật là thành đạt và thấy vui vì mình có thể lo được cho gia đình của mình một cuộc sống thoải mái về vật chất. Nhưng mà có vẻ như những lúc ấy ta đang có nhiều hơn là đủ. Đó là cảm nhận của chúng ta, nhưng thực tế thì chưa chắc sự thật đã như vậy. Có thể lúc ta đang tràn đầy nhiệt huyết phấn đấu để khẳng định bản thân mình thì ta đã vô tình quên mất không vun đắp kết nối tinh thần, kết nối của mình với người thân. Để rồi sau một chặng đường nhìn lại, ta thấy sao mình với người ấy giờ ở hai thế giới khác nhau, đâu còn là cặp uyên ương tri kỷ năm nào. Có thể ta thấy mình đã vắng bóng hoặc hiện diện mờ nhạt trong tuổi thơ của con. Có thể ta thấy mình cứ lấy công việc làm lý do biện minh cho việc không gần gũi với mẹ cha. Để rồi có ngày ta vô tình nhìn thấy da mẹ đã dần dần mất độ đàn hồi. Vô tình ta thấy gương mặt của cha đã lấm tấm đồi mồi tuổi già. Có thể ta thừa đủ với vật chất, nhưng ta lại thấy thiếu thiếu đâu đó ở trong lòng, thiếu thiếu đâu đó về niềm hạnh phúc. Chuyện tình tan vỡ của những tỷ phú như vợ chồng Bill Gates hay là vợ chồng Jeff Bezos là những ví dụ rất rõ ràng về việc tưởng là thừa đủ, nhưng thực ra lại là thiếu rất nhiều. Về nhu cầu vật chất thì nhìn lại, ta sẽ thấy thực ra thì mình không hẳn là cần nhiều đến như vậy đâu.
Ở đây thầy không phản đối việc phấn đấu lao động nhé, mà ý là mình phải tính đến cả yếu tố hạnh phúc gia đình, hạnh phúc về tinh thần, hạnh phúc về các mối quan hệ. Thầy biết có chị doanh nhân từ Việt Nam sang Mỹ để mở chi nhánh công ty, để thay đổi chiến lược phát triển ra toàn cầu. Khi về đến nhà thì hôn nhân tan vỡ vì chồng đã có bồ. Cuộc đời của chị rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Việc chúng ta không giữ tốt kết nối ở một giai đoạn ngắn cũng có thể là rủi ro lớn cho hôn nhân. Việc này cũng đúng với các mối quan hệ khác, như trong tình bạn cũng như trong tình đồng nghiệp. Cá nhân thầy cũng có những cái trải nghiệm khá là xương máu với điều này. Đôi khi ở trong một doanh nghiệp nhỏ có quá nhiều việc phải làm khi đối diện trước sự sống còn của một tổ chức. Nếu mà người đứng đầu, người chủ doanh nghiệp chỉ mải tập trung vào cái sự sống còn đó, đó là tập trung vào phát triển sản phẩm, tập trung vào việc thích nghi với thị trường thay đổi, mà quên đi mất cái việc phải dành thời gian tương tác về tinh thần với đội ngũ, thì có thể đến một lúc nào đó thì họ sẽ rời bỏ mình ra đi vì họ cảm thấy không được quan tâm. Còn người chủ doanh nghiệp thì trong lòng mình cảm thấy hoài nghi, cảm thấy không hiểu vì sao lại như vậy, khi mình đã phải rất là tâm huyết, đã phải dậy sớm, đã phải làm việc ngày đêm suốt cả cuối tuần để duy trì được một doanh nghiệp ổn định cho anh em làm việc. Con người ta không chỉ cần vật chất, mà con người ta cần cả những cái sự đầy đủ chăm sóc về mặt tinh thần. Đôi khi ta thấy mình nhận được những gì đó quá ít ỏi, đôi khi ta thấy phần của mình nó chưa tương xứng với sự đóng góp của bản thân, tức là ta thấy mình nhận được chưa đủ so với kỳ vọng. Rất nhiều khi ở trong lòng chúng ta sẽ có cảm giác như vậy. Khi ấy, chúng ta thường sẽ cảm thấy buồn, cảm thấy giận, khó chịu, ghen tị và thấy sao cuộc đời lại bất công quá như vậy. Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu. Thực ra, cuộc đời không bất công đâu. Cuộc đời luôn công bằng. Chỉ là mình còn đang nhận được những cái phần khác nữa. Mình còn đang nhận được những phần khác nữa không tính bằng tiền. Có thể là việc mình nhận được ít hơn một chút về tiền, nhưng lại đi kèm với nhiều hơn về mặt tình cảm, nhiều hơn về sự gắn bó lâu dài. Có thể là việc mình làm nhiều hơn một chút, mình làm nhiều hơn so với tiền nhận được, lại là mình đang có cơ hội để phát triển bản thân lên, để rồi vươn lên được một tầm cao hơn, đủ để đón được những cơ hội những ngày sau đó. Có thể việc mình nhận có vẻ như ít hơn về tiền, nhưng cũng lăng lại nhận được nhiều hơn về sự bình an, sự thanh thản ở trong lòng. Thực ra là mình vẫn đang nhận được đủ. Mình vẫn đang nhận được đủ. Trong những ngày thầy thử chế độ nhịn ăn gián đoạn Intermittent Fasting hồi năm 2019 và thực hành ăn ít từ đó tới tận bây giờ, thì thầy phát hiện ra rằng thực ra mình không cần phải ăn quá nhiều như 30 mấy năm trước đó. Thường thì nhìn vào bữa cơm của vợ chồng thầy là mọi người sẽ cảm thấy hốt hoảng, hoảng sợ vì sợ là sẽ thiếu chất, sợ là sẽ bị đói. Cảm giác ăn một bát cơm gạo lứt màu nâu độn hạt, các loại hạt đỗ, một đĩa rau luộc, một đĩa vừng, nhai chậm chậm, từ từ để cảm nhận là thấy ngon lắm rồi. Đôi khi bữa cơm có 1-2 miếng thịt, hay một vài con cá nhỏ, hay một vài miếng chả, thì cứ nhẩn nhẩn từng mẩu nhỏ để cảm nhận được vị ngon đạm bạc,
mà đậm đà. Thực ra chừng ấy là đủ, và cảm giác từng bữa cơm đều rất là ngon miệng cho tới tận hạt cơm cuối cùng. Cảm giác đủ ăn lúc ấy hạnh phúc hơn và rất khác so với cảm giác đủ ăn của thời trẻ trâu. Vật chất thì ít đi, thế nhưng chất lượng đủ ăn thì lại tăng lên nhiều lần. Gần đây thì thầy có thực hành chế độ ăn một bữa của bác sĩ Yoshinori Nagumo. Mọi người có thể tìm đọc cuốn sách Ăn ít để khỏe, thì thầy lại càng cảm nhận rõ về điều đó. Bây giờ đó là đủ về vật chất nhé, bây giờ là đủ về tình yêu. Khi ta đến với ai đó trong tình yêu, từ những bỡ ngỡ ban đầu chợt trở thành mật ngọt. Cuộc đời thật là nở hoa và đáng sống. Ta cảm thấy mình say sưa với tháng ngày ở bên người ấy, ở bên người mà ta đem lòng thương mến. Thế rồi cuộc đời không như là mơ. Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, tình yêu thì cũng có lúc đậm nhạt, có lúc nhạt phai. Sâu thẳm ở trong tim của mình, ta vẫn khát khao tình yêu ấy. Ta vẫn muốn được yêu nhiều hơn nữa. Ta vẫn thấy thế là chưa đủ. Ta thấy lòng người sao mà nhanh nguội lạnh giá băng đến như vậy. Thực ra là đủ rồi. Thực ra là đủ rồi. Tình yêu mà có dừng lại thì cũng là đủ rồi. Ta đến với nhau vào những ngày tháng say sưa ấy, với những lời nói ấy, cử chỉ, hành động, ánh mắt, bàn tay, bờ môi, bờ vai ấy, chỉ đủ cho những ngày tháng ấy thôi. Cả ta và người ấy, sau một thời gian thì đã không còn giống với ngày xưa ấy. Ta và người ấy đã khác đi rất nhiều, và những gì mình dành cho nhau chỉ như thế thôi là chưa đủ để có hạnh phúc cho ngày hôm nay đã khác ngày xưa. Muốn có đủ tình yêu ngay cả vào lúc này hay cả vào những ngày sau, thì chúng ta cần có đủ những quan tâm, đủ những quan tâm mới. Chúng ta cần đủ những sự thấu hiểu, chúng ta cần đủ những sự cảm thông và tình thương yêu ở trong hoàn cảnh mới, chứ không phải chỉ theo những cách ngày xưa cũ. Thế nên cuộc đời vẫn luôn công bằng. Ta không thể chỉ trồng cây lúa một lần, mà muốn đủ gạo lâu dài để ăn được, ta phải tiếp tục trồng đủ cây lúa suốt cuộc đời để có đủ gạo và hạnh phúc dài lâu. Hoặc là ta hiểu được điều đó, ta thấy mình mệt mỏi rồi, thì ta hãy dừng cấy lúa lại. Thì ta cũng hãy tự đồng ý, hãy tự chấp nhận rằng lượng gạo dự trữ sẽ giảm dần theo thời gian về không. Đó là đủ, đó là phù hợp. Khi nhận ra quy luật ấy, khi nhận ra được quy luật nhân quả, thì ta sẽ nhẹ nhẹ lòng nhìn những cái mối quan hệ, nhìn cuộc tình, nhìn tình bạn, tình đồng nghiệp, tình đồng đội đến rồi đi, không buồn khổ quá nhiều, để chúng ta lại sẵn sàng tiếp tục gieo trồng cho những vụ mùa sắp tới. Tình yêu hay mối quan hệ nào, với những gì ta đã bỏ ra thì kết quả đủ như vậy mà thôi. Chúng ta muốn có tình yêu, muốn có những mối quan hệ tốt đẹp ở trong hoàn cảnh mới, chúng ta phải tiếp tục gieo trồng đủ nguyên nhân. Tiếp tục về học tập nhá, đủ về học tập. Có bạn trẻ tâm sự với thầy là em nghe một ngày bốn, em nghe 4 ngày rồi thầy ạ. Em đã nghe liên tục 4 ngày rồi mà em không thấy tiến bộ, cho nên là em cảm thấy hoang mang quá. Ý của bạn lúc này là em đang nhận được kết quả chưa đủ so với nỗ lực của mình bỏ ra. Thực ra không hẳn là như vậy. Chẳng có cây nào trồng trong 4 ngày mà đã ra quả. Chẳng có ai nghe có 4 ngày mà đã giỏi cả. Những kết quả tiến bộ của mình thực ra nhận được, đang nhận được là đủ cho những nỗ lực của mình. Chỉ là có thể mình đang không nhận ra mà thôi.
Nếu mà mình học 4 ngày mà vẫn như tờ giấy trắng thì đó cũng là đủ, vì có thể mình đang sai phương pháp ở đâu đó. Ngược lại, nếu mình học đúng phương pháp thì mình đã lĩnh hội được kha khá trong 4 ngày chăm chỉ đó rồi. Giờ có ai nói câu bất kỳ trong số những câu mà mình đã học và đã lĩnh hội được thì mình sẽ có thể hiểu ngay lập tức, hoặc là mình có thể phản ứng bật ra câu trả lời. Hoặc nếu để ý kỹ thì ta cũng sẽ thấy là hình như mình đang học được nhiều cụm từ, mình học được các cụm âm thanh, mình đang học được nhiều tình huống từ vựng, mình đang học được nhiều tình huống giao tiếp. Đó là đủ với những nỗ lực của mình. Biết đủ, tiến bộ như vậy thì mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn để học tập, chuẩn tâm hơn để học tập, chuẩn chỉ, bài bản và tận hưởng những niềm vui mỗi ngày, được hiểu biết hơn, được biết thêm điều mới và được vươn tới ước mơ mỗi ngày hơn. Còn nếu mà mình chưa đủ, chưa thấy tiến bộ nhiều thì thực ra nó vẫn là đủ. Với những nỗ lực ấy, hãy điều chỉnh lại phương pháp. Mọi chuyện đều công bằng, có nhân có quả. Có những bạn trẻ thì lại hoang mang nhiều tháng, nhiều năm về kỹ năng viết của mình, đến khi các bạn ấy đi thi TOEIC Writing đạt được tận 190 điểm trên 200 về báo với thầy, thì lúc này các bạn mới thám tin là mình đã trở thành cao thủ. Và cuộc đời lúc này bước sang một giai đoạn mới hoàn toàn. Nỗ lực suốt cả một hành trình ở trong hoang mang, thế rồi cũng đến lúc đủ để tạo thành một kết quả đủ rõ ràng. Nếu mình biết đủ sớm hơn, nếu mình biết đủ sớm hơn với những sự tiến bộ của mình nho nhỏ ở trên suốt một hành trình, thì mình sẽ hạnh phúc trên cả hành trình đó, chứ không cần phải đợi tới cuối hành trình khi cầm bảng điểm trên tay thì mới vỡ lẽ ra là đã đủ và vỡ òa niềm vui. Cuối cùng, thầy nói về biết đủ để hạnh phúc và phát triển. Thực ra biết đủ không có nghĩa là mình sẽ dừng lại đâu, không có nghĩa là mình sống không cầu tiến đâu. Biết đủ không hề tốn kém, vì nó chỉ là cách mình điều chỉnh, cách mình nhìn cuộc đời rộng hơn, khách quan hơn, nhiều chiều hơn. Muốn được như vậy thì mình lại cần phải phát triển nhận thức, cần phải ology, tập liên tục không ngừng, trải nghiệm liên tục, suy nghĩ, suy ngẫm liên tục. Khi ấy thì trí tuệ của mình, hiểu biết của mình về cuộc đời sẽ đa dạng hơn, sâu sắc hơn. Với ai mà có thói quen thiền tập thì lại còn tiến nhanh hơn nữa ở trong hành trình này. Khi mình biết đủ rồi thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Mình cảm thấy mình đủ hạnh phúc rồi, mình ít bị chi phối bởi những điều bên ngoài, ít bị chi phối bởi sự biến động của cuộc đời, bởi showbiz lắm chiêu lắm phốt. Khi mình biết đủ nhân duyên thì mình hướng được suy nghĩ và hành động vào việc gieo trồng đủ nhân duyên để phát triển, để nhận được đủ kết quả mình mong muốn. Khi ấy, ta chẳng còn thời gian mà so sánh, ta chẳng còn thời gian mà ghen cố kỵ với ai nữa. Chỉ là mình cần tưới tầm đủ thì cái cây cuộc đời của mình mới lớn và cho kết quả ngọt lành. Chúc các em có một cuộc đời biết đủ. Chuyện đã dài nên thầy sẽ dừng ở đây. Tạm biệt các em nhé. Thầy Hoàng và Ology English, chuyên mục chuyện kể Ology.